Xin chào các bạn. Hôm nay trong khi rửa cái cây sâm cao cẳng thì mình cũng quay để các bạn xem. Đây, hôm qua mình lấy được rất nhiều cây sâm cao cẳng này các bạn. Mình đang rửa. Cây sâm cao cẳng này thì còn có tên gọi khác là cây sâm chỉ. Vì sao nó lại có tên gọi là cây sâm chỉ? Thì các bạn nhìn cái bộ phận rễ của nó đây. Nó như là sợi chỉ ấy, cho nên là người ta đặt cho nó là cây sâm chỉ. Sâm chỉ, sâm cao cẳng. Cái bộ phận thân của cây sâm cao cẳng này là nó không nằm trực tiếp dưới mặt đất đâu các bạn. Nó nằm cách mặt đất khoảng 20-30 phân rồi nó thả cái tua rễ của nó xuống. Chính vì vậy nó có tên gọi là sâm cao cẳng, sâm chỉ. Còn người Tày và người Lùng thì người ta gọi cây cao cẳng này là cây cảo kén. Một vị thuốc rất quan trọng trong bài thuốc chữa yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Đặc biệt là cái trường hợp mà khó cương cứng là dùng cái vị thuốc này là rất tốt. Trong kinh nghiệm dân gian thì đã sử dụng cái cây sâm cao cẳng này từ rất lâu rồi. Trong các bài thuốc chữa về thận, về xương khớp. Còn trường hợp mà trẻ em mà chậm biết đi, chân tay yếu ớt chậm biết đi thì người ta sử dụng cái cây cao cẳng này. Người ta lấy cây cao cẳng này, người ta đun nước để tắm rửa cho trẻ thì cái đứa trẻ sẽ rất nhanh biết đi. Còn những trường hợp mà bị bại liệt thì người ta cũng dùng cái cây cao cẳng này để đun nước xông và tắm. Mình thấy là các bạn là các bạn dùng cái cây cao cẳng này để ngâm rượu. Họ ngâm toàn bộ cả thân, rễ và lá. Nhưng mà mình cũng nói thật với các bạn là cái bộ phận lá của nó thì chỉ dùng để mà tắm cho trẻ và ngâm cho những trường hợp là bại liệt. Chứ còn để ngâm rượu thì và sắc thuốc thì các bạn nên sử dụng nguyên thân và rễ thôi thì là cái dược tính sẽ cao hơn. Một vị thuốc là rất tốt cho bệnh liên quan đến thận và sinh lý. Vị thuốc này là rất hiếm nha các bạn nhé, chứ không đơn giản đâu. Phải vào trong rừng rất sâu, đi bộ khoảng 5-7 cây số thì mới đến những cái tán rừng rậm thì mới lấy được cái cây sâm cao cẳng này, chứ còn ngay ngoài bìa rừng thì không bao giờ có các bạn. Một vị thuốc rất tốt cho những trường hợp yếu sinh lý. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.